quý cô công sở của Melia. Yêu thích phong cách thanh lịch và những tông màu trang nhã thì chắc chắn là mọi người sẽ không thể bỏ qua thiết kế mới nhất đến từ thương hiệu nhà Melia ngày hôm nay rồi. Thiết kế của chúng ta sẽ bao gồm là một set bộ có dáng áo pep lăm và chân váy ôm, có chất liệu là linen Pháp mọi người nhé. Một chất liệu mà lên form dáng rất là đẹp này, lại còn có độ co giãn nhẹ nhàng vừa phải nên các quý cô văn phòng hoàn toàn tự tin nhé. Thiết kế dáng áo pep lăm của chúng ta thì sẽ có dáng cổ cách điệu, kèm theo đó là phần tay đánh bồng nhẹ nhàng. Điểm nhấn lớn nhất của thiết kế áo này sẽ là những mặt cúc. Đó, những mặt cúc đá sáng lấp lánh như thế này khiến cho khuôn mặt của chúng ta càng trở nên bừng sáng hơn phải không ạ? Phần peplum thì cũng được cách điệu với phần xẻ tà mọi người nhá. Xuống phía dưới thì với dáng chân váy ôm, luôn luôn là dáng chân váy mà có thể hách được chiều cao cho mọi người và đặc biệt là nâng hông nữa. Vì thế Đương Lan Anh nghĩ rằng với thiết kế mà vừa đẹp này, với một tông màu tôn da như thế này thì chắc chắn các quý cô không thể bỏ qua rồi. Mọi người hãy nhanh chóng để lại comment ngay trực tiếp dưới video này. Khi mua hàng online thì các quý cô đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và được miễn phí ship. Còn nếu như muốn đến tận nơi thì xin mời mọi người sẽ ghé thăm các showroom gần nhất của Melia trên toàn quốc nhé. Melia, mặc đẹp để thành công.